tảng cho những cái cho cả một cái quá trình thực hành về tương lai, về về sau này nó còn rất là lâu dài và còn rất là nhiều những cái khác để mình có cái động lực để mình phấn đấu, để mình phấn đấu, để mình cố gắng tinh tấn hơn, để mình chứng đạt những cái mà mình chưa chứng đạt được. Dạ. À, con cảm ơn sư. Rồi, tiếp tục nha. Đại Văn Thuần. Dạ vâng, xin mời anh Lại Văn Thuần ạ. Dạ bạch sư ạ, hình như cái nick của anh đã được rồi ạ. Dạ xin mời anh ạ. Dạ sư có mời anh trình pháp ạ. Xin mời anh ạ. Bàn sức. Thuốc thiền đều đặn không? Ở nhà có tập thiền không? Con có ạ. Ở tập sao? Hàng ngày là sao? Thưa sư là con tập một ngày được 3 4 tiếng, có ngày 3 có ngày 4 tiếng. Đấy, con thấy cái có cái sáng ở cái vùng trước mặt được khoảng là 30 đến 45 phút, thì cái nắm hôm nó cứ chập chờn, con cứ muốn gắn cái hơi thở vào cái ánh sáng đấy, nhưng mà nó cũng cứ như kiểu cái con bướm ấy, nó đậu đậu vào cái vùng sáng ấy, nhưng nó cứ chập chờn định đậu, nó lại không đậu được, nhưng mà con có nhìn thấy cái ánh sáng nhẹ ở trước mặt Kệ nó, đừng đừng có nhìn vào nó nhá, được đừng vào. có nhìn vào nó còn yếu nên như vậy thì nó còn yếu lắm ấy. Cứ cứ quan sát hơi thở, quan sát hơi thở và cứ để cho cái ánh sáng ấy nó xuất hiện ở gần hơi thở, nó cứ ở trước mặt mình hoặc là nó sát nhập với hơi thở thì càng tốt, nhưng mà mình đừng có chú tâm vào nó, vẫn nhận biết hơi thở thôi, cứ nhận biết hơi thở một cách nhẹ nhàng tự nhiên, ngồi làm sao cho nó rất là thoải mái. Và thường xuyên mình có cái nhắc nhở cái tâm mình, ví dụ như là khi cái tâm mà nó vọng tưởng, nó suy nghĩ sang cái chuyện gì đấy thì mình cố gắng nhắc nó là buông xả nó đi, quên đi, không không quan tâm đến nó nữa, nhắc nhở nó để cho cái giữ chánh niệm trên hơi thở nó sẽ được tốt hơn. Con thấy nó, con mỗi khi con thấy nó sáng 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 hơn một chút thì con lại định con đậu vào cái ánh sáng ấy, thì nó lại nhòe nhòe đi, thì con lại quay về con quan sát hơi thở thôi ạ. Cứ quan sát hơi thở và nhớ lần sau đừng đừng khởi lên cái ý định là sẽ chú vào ánh sáng nữa, đừng đừng khởi lên cái ý định là, thì cái ánh sáng đấy mình không đụng vào nó thì nó lại tồn tại, nó lại duy trì được, còn nếu như mình cứ thích chăm chú vào nó thì nó lại mờ đi. Nhưng mà mình cứ quan sát hơi thở và cứ để cho ánh sáng nó tự nhiên thì nó lại sáng được lâu, mà cứ để cho nó tự động nó sáng được lên chứ mình đừng ép nó phải sáng lên. Thì cứ quan sát hơi thở, lúc cái để sát vào da này, mà cũng có lúc mình thấy nó căng căng quá thì để cách ra một tí, cách ra một tí nó phải để sát ở đây để tâm nhẹ nhàng, cũng có lúc thì mình tinh tấn thì chăm chú nó một tí, nhưng mà cũng có lúc thì mình ngồi thả lỏng nhẹ nhàng thư thư giãn, ngồi giống như là mình đang ngồi 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 thư giãn ấy, ngồi nó rất là thoải mái như ngồi chơi ấy, chứ đừng có nghĩ là mình đang làm cái gì căng thẳng. Khi nào nó mệt mỏi thì cứ đổi tư thế, nhưng mà đừng quên hơi thở nhé, đừng lúc nào quên hơi thở, lúc nào cũng phải ghi nhớ được nó, ghi cảm nhận được nó. Càng nhiều thì càng tốt nha. Giang. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Nguyễn Hà Lan ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Con kính bạch thư sư ạ. Là con tuần này thì là con
bị con giữa tuần thì con đi tiêm về con bị sốt đấy ạ, con đi tiêm mũi ba bị sốt mà thế là con cũng đầu tuần thì con hành thiền vẫn ngày được khoảng 3-4 tiếng ạ, còn giữa tuần từ hôm con bị ốm con sốt thì con hành thiền thì ngày con chỉ được khoảng 2-3 tiếng hơn 2 tiếng, mà con hành thiền mỗi thời thì con chỉ được khoảng nửa tiếng là con hoặc 1 tiếng là con mệt, kiểu con bị nó mồ hôi cứ vã ra nó chóng mặt ấy ạ. Chỉ hành thiền được khoảng 1 tiếng thôi ạ, chứ không được lâu ạ. Xong là ngày thì con vẫn hành khoảng cố gắng con hành 1-2 thời ạ, 2-3 thời hành đều lắm. Cứ cố gắng duy trì vậy ha, duy trì đều thế, khi nào mà có thời gian với lại sức khỏe mà tốt thì ngồi tăng đi. Dạ con vâng ạ. Tăng cố gắng miên mật suốt ngày đêm, một ngày tăng dần lên 5-6-7-8 tiếng nha. Dạ con vâng ạ. Rồi. Vinh Nam, nội thất Vinh Nam. Dạ vâng ạ. Dạ xin mời nội thất Vinh Nam ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Vinh có hành thiền không? Con bài sư là con ấn nhầm. Con ấn nhầm. Vâng ạ. Vâng ạ. Ở nhà có tập thiền không? Có ạ. Một ngày được mấy thời? Con chỉ tập lúc đi chuẩn bị đi ngủ thôi. Con ngồi được khoảng 40 phút là con tê hết chân. Thế vâng. Chân thì cứ đổi chân đi, thay đổi tư thế đi, duỗi chân ra cũng được. Dạ vâng ạ. Ngồi làm sao cho nó thoải mái. Nhưng mà có nhận biết được hơi thở suốt 40 phút đấy không? Có ạ. Con chỉ bị mỗi cái tê chân con không ngồi nữa. Tê chân thì đổi chân đi nhá. Trở chân đi hoặc duỗi chân ra cũng được, nhưng vẫn nhắm mắt nhá. Vẫn nhắm mắt, vẫn để tâm ở gần cửa mũi này, vẫn biết hơi thở vào ra nhá. Dạ vâng ạ. Chỉ hơi biết có... thôi chứ đừng có chú tâm căng thẳng nhá. Cái chân của con, cái chân phải của con ấy, nó tê mà có cảm giác như là nó không còn tí cảm giác gì luôn. Thế con đổi chân rồi, nếu con đổi chân rồi con cố ngồi vẫn không ngồi được, không đặt. Kệ nó sẽ quen đi. Phải sạc chưa? Rồi sau này nó sẽ hết tê đi. Mới nó chưa quen nó vậy đấy ha. Dạ vâng ạ. Dạ, vâng. Mình ngồi lên cái nệm nó êm. Lấy cái mền gấp vuông lại làm cái đệm rất là êm để ngồi nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, ta ăn sữa. Cái mặt này Mỹ Thành. Dạ vâng ạ. Dạ, xin mời hành giả Mỹ Thanh ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Mỹ Thanh không sẽ không trình. Dạ, con chào sư ạ. Dạ, con xin đến lễ sư. Con là Phật tử tại gia. Con ngồi thiền khoảng được 1.5 tiếng. Dạ, thời gian của con thì bận đi mua bán á. Rồi con xin sư chỉ dẫn cho con ngồi thiền tâm từ á. Ngồi thiền thì giải tâm từ ha. Dạ. Giải tâm từ thì khi ngồi cũng nhắm mắt lại nhá, và hình dung ra một cái người nào mà mình quý mến nhất ý nhá. Quý mến là, nhưng mà phải là người cùng phái với mình này, người nữ nhé, chứ đừng có nghĩ đến người nam. Và là cái người phải còn sống chứ đừng nghĩ đến người chết nhé. Và người đấy thì cũng không nên nghĩ đến những người ruột thịt của mình. Những người ruột thịt vì đôi khi nó lại là tham ái, mình không biết được. Ví dụ như là mình nghĩ đến một cái người nào từng là một vị thầy, như là một cô giáo hay là một cái người bạn mà mình kính trọng, hay là một sư cô nào mà có đức hạnh mà mình cảm thấy quý kính ấy. Hay là nhắm mắt hình dung ra cái hình ảnh, cái khuôn mặt của người đấy mà mình tác ý cái câu là cầu mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy. Thế là mình tác ý là mong cho họ thoát khỏi những cái nỗi nguy hiểm như là dịch bệnh này, hay là chiến tranh, hay là thiên tai, hay là những cái tai nạn ở trên đời ấy.
đang ý cho mong muốn cho người đấy tránh xa được những cái nguy hiểm như vậy, thì đấy nó sẽ là tâm từ đấy. Giải câu đấy được, mà mình tác ý là mong cho người này thoát khỏi những nỗi khổ về thân hoặc là những nỗi khổ về tâm, hay là mong cho người này được an vui hạnh phúc. Nó có bốn cái cách để giải tâm từ, vậy mình chọn cách nào được. Cứ tác ý câu là mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy, mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy. Giải như vậy để cho cái mình cảm trong tâm của mình sẽ cảm thấy nó có cái sự an vui, nó an vui lên. Rồi chừng khoảng 20 hoặc 30 phút tôi sau đó thì hướng tâm về hơi thở này nhé, hướng tâm về sát cửa mũi này, nhận biết cái hơi thở nó đi vào đi ra, ghi nhận cái hơi thở đi vào, hơi thở đi vào thì biết, đi vào đi ra thì biết nó đi ra, luôn luôn ý nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra đấy. Mà nó không gián đoạn là được, lúc nào cũng nhớ, nhưng tập trung tâm vừa vừa thôi, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Xin cho con hỏi, con khi con ngồi thiền, con muốn hồi hướng công đức cho gia đình của mình, thì là mình nhập định thiền xong rồi mình mới nguyện, hay là mình vô thiền mình nguyện? Mình xả thiền rồi mới hồi hướng, nhưng mà hàng ngày có tụng kinh không? Cô có thờ Phật, có tụng kinh không? Con chỉ có thể ngồi thiền thôi. Chỉ ngồi thiền thôi. Hàng ngày cô có thọ giới không? Có giữ năm giới hay bác quan trai giới không? Dạ, con là Phật tử Diệu Thanh khoảng được 5 rưỡi. Con quy y được 5 rưỡi. Nếu như mà có một thời tụng kinh thì mình sẽ hồi hướng vào cái thời tụng kinh là tốt nhất. Còn nếu không thì xả thiền ra, thì đầu tiên ấy nguyện là nguyện chứng niết bàn nhé. Nguyện mong cho cái con đường thực hành thiền này sẽ đi đến niết bàn trong ngày vị lai. Rồi là nguyện chia phước cái công đức của cái sự giữ giới hành thiền này, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, mong cho các vị ấy được an vui. Chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, mong cho các vị ấy được an vui. Chia phước đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả họ được an vui. Chào sư. Rồi, pháp hạnh. Dạ vâng ạ. Dạ xin mời hành giả pháp hạnh ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Con chào sư ạ. Bữa nay giọng của con nó hơi sư có nghe rõ không ạ? Sư có nghe, sư nghe rõ. Giọng nói con bữa nay nó hơi khan, cái tiếng cái cổ họng nó đau đau. Con xin trình pháp là bình thường thì con cũng ngồi từ sau khi ở chùa về ạ. Ngồi có nhiều cái xáo trộn về đi lại nhiều, nên con cũng cố gắng duy trì ở mức là ngày thì được 2 tiếng, là thời gian 2 tiếng, tức là thời nhiều thì được 2 tiếng, còn thời ít thì được 1 tiếng. Nhưng mà được khoảng 2 thời. Thế nhưng mà có một việc như là ví dụ thỉnh thoảng có ngày con phải đi nhiều quá thì đến tối con về ấy. Như hôm qua con về con ngồi được một thời buổi tối thì hơn 2 tiếng con không muốn xả thiền, nhưng nó lại cứ ở trong trạng thái là ngủ ấy, sư. Ngủ nhưng con vẫn theo dõi được hơi thở. Hôn trầm mà. Vâng, nó kiểu hôn trầm nhưng mà con vẫn để tâm vào hơi thở. Và con cũng thì con cũng trong thâm tâm con cũng tự hỏi là ủa thôi bây giờ mình ngủ thế này thì thôi hay dậy đứng dậy đi ngủ luôn cho rồi. Thế xong con phân vân rồi con lại thiền tiếp, nhưng mà rồi nó lại ngủ, thế là con lại cứ bị cái trạng thái. Nhưng mà rõ ràng là cả một thời thiền như vậy là con có thể ngồi đến sáng cũng được. Tức là ý con hỏi sư là trong trường hợp lần sau mà nó rơi vào như thế thì con nên đi ngủ hay cứ ngồi thiền? Nếu như mà là cái giờ đấy là cái giờ mình là cái giờ buổi đêm đi ngủ không ảnh hưởng, vâng, thì đi ngủ đi cho nó đủ giấc, cho nó mình có được cái tâm nó tươi tỉnh, có sức khỏe tốt đi. Thì hành thiền với một cái tâm mà nó tươi tỉnh ấy, thì nó có chất lượng thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như cái thân mình nó đang mệt mỏi mà cái nó bị thiếu ngủ, do thiếu ngủ ấy, thì mình có thể đi ngủ cũng được. Còn nếu như đó là một mình đã có ngủ rồi mà đến lúc đi hành thiền mà nó vẫn hôn trầm ấy, thì phải cố gắng mà vượt qua. Vâng,
Bình thường con không bị như thế, chỉ có ngày nào mà ban ngày con đi nhiều quá, xong đến tối về thì ban ngày đi đi lại nhiều, xong đến tối về là con sẽ bị ngồi thiền, nó sẽ bị mệt như thế. Và vậy là do đi lại nhiều, nó đuối sức, nó thế. Thế thì cứ nghỉ ngơi đi rồi hôm sau hành thiền được. Vâng. Mà cái lúc đấy thì lại không muốn xả thiền thì cũng cứ xả đi thôi, ngồi nghỉ ạ sư. Không muốn xả thiền à? Không muốn xả. Thì tức là xả thiền rất là khó khăn đấy, tức là con xả thiền một lúc sau nó mới thực sự là mở được cái mắt ra cũng khó luôn, không phải là buồn ngủ nhá, con vẫn nó ở trạng thái rất là lạ, là vẫn để tâm vào hơi thở được mà vẫn, nhưng mà thôi con sẽ, tức là hiện tượng đấy nó cũng không xảy ra nhiều. Thế không sao đâu, vậy thì bỏ qua cái thời đấy đi và hàng ngày vẫn cứ thực hành đều đặn được. Vâng. Con tri ân sư. Nguyệt Môn Đạm. Dạ vâng ạ. Dạ xin mời hành giả Nguyệt Môn Đạm ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư ạ. Ừ. Dạ. Hành thiền tốt không? Có hàng ngày có duy trì công phu đều đặn không? Dạ, con xin thưa sư là con vẫn thiền đều đặn sáng 5 giờ. Thiền 5 giờ sáng. 5 giờ vâng ạ. Ngồi được bao nhiêu phút? Con ngồi được, con ngồi sáng là con 5 giờ con thiền thì con ngồi đến 7 giờ ạ. Ngồi đến 7 giờ, ngồi 2 tiếng. Vâng ạ. Thôi. Thế còn buổi chiều thì con ngồi cũng tầm khoảng 2 tiếng, gần 2 tiếng ạ. Ừ. Vâng ạ, con có 2 thời vậy thôi ạ. Còn bình thường còn khi hôm nào con rảnh rảnh thì con ngồi thêm một thời nữa thì khoảng 1 tiếng hay nửa tiếng ạ. Dạ, vâng ạ. Ngồi thì có để tâm ở trước cửa mũi nhận biết hơi thở không? Vâng ạ, con có ạ. Con có để tâm ở cửa mũi và con cũng nhận biết hơi thở dài và hơi thở ngắn ạ. Vâng. Thì, thấy hơi thở nó có liên tục không? Có nhiều vọng tưởng nó xen tạp vào không? Con cũng thấy nó con an chú ở hơi thở cũng liên tục ạ. Nhưng mà con sư là con muốn hỏi sư và sư dạy cho con là con hay quên hơi thở ạ. Hay quên hơi thở là do nó nghĩ. À lúc ấy là vọng tưởng nó đến nhiều quá thì quên hả? Con hay bị quên hơi thở ạ, xong là con lại nhớ đến thì con lại quay lại. Và con cũng thiền cũng lâu rồi mà con không thấy ánh sáng ạ. Vậy là cái tâm nó còn ấy quá, nó còn năng xăng quá. Thì dạ, cái chánh niệm nó còn yếu quá. Vâng ạ. Thế thì có biết niệm ân đức Phật không? Dạ con có ạ. Có nhớ 9 ân đức Phật không? Là những ân gì có nhớ không? Hồng danh Phật và màu ứng cúng ạ. Ân đức Phật đi, ví dụ như đức Phật có 9 ân đức có nhớ không? Có nhớ được 9 ân đức của Phật. Bạch sư cũng phải là niệm 9 ân đức Phật, hồng danh Phật, niệm màu ứng cúng, chánh viên chi minh hạnh đủ đầy ạ. Đúng rồi. Thiện thể là cao dày ạ. Bậc thế gian tâm cũng phải vậy không ạ? Đúng rồi đấy. Đấy 9 ân đức Phật đấy thì đầu tiên là hình dung ra hình ảnh đức Phật nhá. Xong là niệm 9 ân đức Phật, đức Thế Tôn là bậc ứng cúng này, một cái miễn chi minh hạnh túc hiện tệ thế gian giải nhá, vô thượng sư ý điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Sau đó chú trên một ân đầu tiên là a-la-hăng nhé. Vì đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và các tiền khiên tật nên ngài xứng đáng được cúng dường. A-la-hăng. Niệm ân đức Phật và cố gắng hình dung ra hình ảnh đức Phật và cái tâm của mình suy tư đến ân đức của Phật sâu sắc. Dạ vâng ạ. Suy tư đến cái đức hạnh và trí tuệ của đức Phật một cách sâu sắc để cho cái tâm nó tỉnh giác lên, nó hoan hỉ lên, chăm chú lên nhé. Dạ vâng ạ. Khoảng niệm ân đức Phật khoảng 30 phút, sau đó thì hướng để tâm sát vào cái da ở trước cửa mũi này. Dạ. Để cái luồng hơi thở nó đi vào đi ra, nó có cái làn gió nó mát mát, nó chạm vào ở trước cửa mũi đấy. Dạ vâng ạ. Thế thì mình cứ nhận biết cái hơi thở đấy một cách nhẹ nhàng tự nhiên thôi nhé. Dạ vâng ạ. Nhận biết nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng mà khi mà cái tâm nó nghĩ sang một cái chuyện gì đó thì nhắc nhở nó là buông bỏ cái suy nghĩ này đi, quên cái suy nghĩ này đi, không nghĩ đến cái chuyện này nữa, nó không được lợi ích gì,
nhắc nhở cái tâm là tập trung vào hơi thở, chánh niệm trên hơi thở, phải nhắc nhở cái tâm vậy thì nó mới không quên. Dạ vâng ạ. Ừ, vậy là cái chánh niệm nó còn yếu, nó cần phải có cái sự hỗ trợ, cần có cái sự thúc giục của cái tâm. Dạ vâng ạ. Ừ, nhớ lần sau ngồi thì trước khi ngồi là mình đã phải có cái tác ý là ta hãy quên hết mọi chuyện khác đi và giữ cái tâm ở trên hơi thở và không được quên hơi thở trong cái thời thiền này. Dạ vâng ạ. Con bạch sư là cho con hỏi là con trong thời thiền 2 tiếng nhưng mà con cũng phải để thay đổi tư thế đến 2-3 lần ạ, có được không ạ? Được, không sao đâu. Dạ vâng ạ. Thay đổi 2-3 lần thì cũng bình thường, không sao nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Bạch sư là con hỏi sư là nếu mà con thay đổi tư thế đấy thì con duỗi thẳng chân có được không ạ? Cũng được, duỗi ra một lúc sau rồi lại khoanh chân lại nhá. Con ra được khoảng 2-3 phút thì con lại khoanh chân lại vào. Ừ, nhưng mà lúc đấy vẫn nhắm mắt và vẫn hướng tâm lên trước cửa mũi chứ đừng mở mắt ra nhá. Dạ vâng ạ. Đừng có buông hẳn ra nữa thì làm nhẹ nhàng nhanh chóng rồi lại giữ cái thân nó yên tĩnh để tập trung vào hơi thở cho nó tốt. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ vâng ạ, con tri ân sư ạ. Ừ. Dạ, con bạch sư ạ. Hiện nay có một số câu hỏi qua kênh YouTube ạ, chính pháp qua kênh YouTube ạ, con xin phép đọc. Ừ, thì hỏi đi. Dạ, con bạch sư ạ. Sư cho con hỏi trong bài kệ tu tâm ạ, bài nên tránh xa của sư có câu là sắc tài ảo mộng cũng cần tránh xa. Dạ bạch sư ạ, chữ tài ở đây là gì ạ? Khi sư giảng câu này con thiên sư. À thì ở đây là những cái tài sản vật chất đi. Sắc là những cái cảnh sắc bên ngoài. Và những cái tài sản sắc tài danh vọng, tức là những cái đấy là mình đừng có đắm nhiễm, đừng có tham đắm. Dạ, bạch sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lung Phạm ạ. Dạ, sư ạ, sư cho con hỏi, con ngồi thiền được tầm 1 tiếng 30 phút ạ, mà con đổi chân hơi nhiều lần ạ, tầm 5-6 lần ạ, có sao không ạ? Và lúc mới ngồi thì nó cái thân nó chưa quen nên là nó còn mỏi, nó còn nhức, còn đau thì đổi. Nhưng mà nó hơi nhiều thì nó đấy là một cái trạng thái phóng dật đấy. Chạo cử. Cái thân nó chạo cử phóng dật và nó cũng có ảnh hưởng, nó làm cho cái tâm nó cũng bị chạo cử theo, nó cũng không được tốt lắm, nên là cố gắng ngồi nó yên tĩnh và khi nào mà nó bị mệt, nó bị đau nhức quá thì mới đổi, chứ đổi 5-6 lần thì hơi nhiều, và cố gắng giảm bớt cái đổi chân đi nhá, đổi chân 2-3 lần thôi. Dạ con bạch sư ạ. Thưa sư, sư cho con hỏi thêm là khi giải tâm từ đến cho người mình kính trọng thì mình có phải tập đến thuần thục mới chuyển sang giải tâm từ đến người khác không ạ? Có nên thực hành cho nó tương đối thuần thục đã, rồi hãng chuyển sang những cái người, ví dụ đến một người kính trọng thứ nhất, rồi khi mà cảm thấy nó thuần thục rồi thì hướng đến người kính trọng thứ hai. 3, 4, 5, 6 người, tức là mình cũng phải nhiều những người kính trọng và sau đó thì mới khi nó thuần thục rồi thì lại giải đến những cái người bình thường không thương không ghét, tức là cái người những cái người giống như người dưng ấy, người mà mình không có cái tình cảm, mà mình cũng không có cái sự oán giận ấy. Thì cũng một người rồi đến người thứ hai 3, 4, 5, 6, 7 người, sau rồi khi nó thuần thục rồi sau này mình mới có thể giải những người mà mình hơi ghét, sau rồi những người ghét nhiều hơn thì những cái người mà nó có cái oan trái để xóa bỏ hết những cái hận thù với mọi người đi. Dạ thưa sư ạ, câu hỏi từ hành giả Nguyễn Đặc Bích Lộc ạ. Dạ thưa sư ạ, cây cối cỏ đất đá có phải là chúng sinh không ạ? Có khi nào mình chuyển kiếp qua cây cối không ạ? Tưới cây có phải là việc thiện không ạ? Những cái cây cối và những cái thứ đấy là các vật chất, nó là vô tri, nó không phải là chúng sinh. Cây cối hay là tất cả những cái vật khác thì không được tính là chúng sinh, nhưng mà ở trong đấy có những cái vị thần linh, vị ngự ở đấy thì có thôi, nhưng mà cái cây đấy thì không phải là chúng sinh, nhưng mà đôi khi ở cái cây đấy, trên những cái cây cối đôi khi lại là nhà của các vị chư thiên, các vị thiên thần, các vị chư thiên như là thần cây, thần đất, thần sông, thần núi thì có.
Chứ còn bản thân những cái cây vào những cái vật chất đấy thì không phải chúng sinh nhá. Còn nếu mà tưới cây á, tưới cây thì đấy là một cái việc làm tôi, ví dụ như cái cây đấy nó phục vụ của A thì mới được gọi là việc thiện. Ví dụ như là trong chùa có rất là nhiều cây, xong là mình đến chùa mình tưới cây để cho cây đấy tốt, có cái móng mát để làm cái nơi cho mọi người ngồi dưới đấy hành thiền. Đấy, thì lúc đấy mình chăm cái cây là mình chăm cái chỗ cho mọi người tu tập ấy, thì đấy nó được tính là việc thiện. Hoặc là cái cây ấy nó mang lại cái lợi ích cho những người khác để mình chăm nó, thì đấy là việc thiện, chứ không phải là mình chăm cái đấy, là không phải là mình đang chăm một chúng sinh. Dạ, con bạch sư ạ, xin sư hướng dẫn cho chúng con cách làm việc thiện làm phước mỗi ngày ạ. Có những việc phước thiện nào Phật tử có thể làm được ạ? Có những cái việc phước thiện mà có thể làm được hàng ngày thì đó chính là cái phước mạnh nhất, là cái phước giữ giới mà hành thiền này. Thì có rất là nhiều cái việc phước thiện mình làm được hàng ngày. Ví dụ như là nhà mình mà có một ban thờ Phật thì mình sẽ tạo được phước dễ nhất. Như hàng ngày mình thắp hương, mình chắp tay kính lễ Phật này. Thì đấy là mình tạo phước cung kính, rồi mình cúng dường lên Đức Phật một chai nước hoặc một cái cây đèn cầy, hay là những cái vật thực như trái cây, hoa quả, dâng hoa, dâng hương, dâng vật thực lên cúng Phật. Đấy là mình tạo được cái phước cúng dường bố thí. Rồi là hàng ngày mình tụng kinh thì mình tạo nên cái phước về đa văn. Thế là hàng ngày mình ngồi thiền cũng tạo ra cái phước về tu tập. Rồi giữ giới, mình tạo ra những cái phước về giữ giới. Thì đấy là những cái công phu tu tập hàng ngày đều tạo ra phước hết. Những cái phước đấy mình đều nguyện chứng Niết Bàn để nó tạo thành ba la mật, nó tạo thành những cái pháp để đi đến giải thoát ở tương lai. Dạ, con bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Hà Nguyễn ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi hành thiền tâm con hay bị lăng xăng, nhưng có lúc con vẫn thấy thoải mái khi mở mắt ra. Vậy đó là sao ạ? Xin sư chỉ dạy cho con ạ. Tức là tâm nó lăng xăng nhưng mà nó vẫn có chánh niệm. Cái chánh niệm đấy nó chỉ chưa đạt đến cái mức tuyệt đối thôi, nhưng mà nó vẫn có chánh niệm ở cái mức tương đối. Thì từ cái sự chánh niệm đấy, nó cũng có cái sự hoan hỉ, có cái sự khinh an, có cái sự an lạc, có cái sự định tĩnh. Nó cũng làm cho cái tâm trở nên nhu nhuyễn, trở nên an lành, và nó cũng có cái sự hỉ lạc, khinh an nó ở trong đấy. Cho nên là khi sản tiền ra mình vẫn còn cảm nhận được cái sự hỉ lạc, khinh an và cái sự tươi tỉnh, cái sự thoải mái, dễ chịu đấy. Nên vẫn có nhá, và thực hành thiền mình cũng cần ở cái mức trung bình vậy thôi, chứ đừng có chăm chú quá, đừng căng thẳng quá. Để cứ duy trì cái trạng thái định tĩnh ở cái mức vừa phải đấy, mà được lâu nó vẫn có định, vẫn đắc định được. Chứ không phải là lúc mình ngồi thiền là mình rút hết được những cái năng sang đi đâu. Chỉ khi nào mình vào được định sâu rồi thì mới hết. Mới đang tập mà, thì nó có một chút định thì nó sẽ có một chút kinh an thôi. Định càng nhiều thì kinh thì cái an lạc ấy nó càng nhiều hơn. Dạ, con bạch sư ạ. Câu hỏi từ hành giả Nguyễn Đặng Bích Lộc ạ. Dạ, bạch sư ạ, nếu do thời tiết lạnh làm con không có cảm giác được hơi thở vào ra, mặc dù biết chắc chắn là con vẫn đang thở, thì con nên làm gì ạ? Kính mong sư giải đáp giúp con ạ. Nếu như cái hơi thở nó không rõ ràng ấy, thì lúc đấy mình quay sang đếm hơi thở thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Hoặc là lúc đấy mình biết hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc là để ý xem hơi thở nó vào nhanh ra nhanh hay nó vào chậm ra chậm nhé. Có nếu nó thoáng vào, nó thoáng ra, hay nó vào từ từ ra từ từ, mình cũng ghi nhận được cả cái hơi thở đấy, nhanh chậm của nó. Hay là cũng có thể mình nhận biết hơi thở bằng cái cách là từ lúc nó bắt đầu đi vào đến lúc nó kết thúc đi vào, từ lúc bắt đầu đi ra đến lúc nó kết thúc đi ra. Mình nhận biết toàn thân hơi thở, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối mình cũng biết rõ ràng. Mình thay đổi cái cách nhận biết hơi thở đi là cái tâm nó sẽ phải tập trung cao hơn là nó sẽ thấy. Hoặc là có những khi mình để sát vào cái da ở cửa mũi này mình sẽ thấy, nhưng mà cũng có khi mình phải để cách lên một tí mình mới thấy. Nó còn tùy theo cái cách chú tâm của mình. Có những cái lúc mình để tâm nó ở một cái khoảng lớn quá nó sẽ không thấy, thì lúc ấy mình phải gom tâm nhỏ lại một điểm thì nó sẽ thấy. Có những lúc mình để sát cái này thì nó sẽ thấy, nhưng mà cũng có lúc nó căng quá để sát đây nó không thấy, thì để cách ra một tí, cách cái da ra một tí nó sẽ thấy.
nó có nhiều mình, tự mình phải điều chỉnh cái vị trí và điều chỉnh cái cách thức quan sát hơi thở thì nó sẽ thấy hơi thở thôi. Dạ con Bạch Sư ạ, hiện nay đã hết các câu hỏi được gửi qua kênh YouTube ạ. Dạ xin sư có thể mời tiếp các hành giả trình pháp ạ. Dạ Bạch Sư. Sakia Thiện Yến. Dạ Bạch Sư ạ, hiện nay có bàn tay từ hành giả Hoàng Minh Sơn có lơ tay trình pháp trực tiếp ạ. Ừ. Dạ vâng. Dạ xin mời hành giả Hoàng Minh Sơn, ban tổ chức đã mở mic ạ. Lễ sư ạ. Ừ. Dạ vâng. Dạ thưa sư thì tuần vừa rồi thì con vẫn hơi ốm với COVID thì có những hôm thì con cũng thiền được khoảng 3 tiếng ạ. Ừ. 3 tiếng đấy thì sáng con ngồi 1 tiếng và chiều con cũng ngồi được khoảng 2 tiếng. Dạ vâng. Còn có một số hôm thì con cũng vừa bận hơi mệt thì con chỉ ngồi được khoảng 2 tiếng ạ. Ừ. Ngồi nó có thân tâm nó có nhẹ nhàng thoải mái không? Thì hầu như các thời con ngồi thì con thấy đều nhẹ nhàng thoải mái ạ. Được không? Ừ. Nhưng mà cũng ánh sáng thì cũng kém nhưng con chú ý tập trung vào hơi thở. Được không? Ừ, nó nhưng nó tức là nó vẫn có cái ánh sáng mờ mờ nó khởi lên đi. Được không? Được không? Ừ. Nếu trong ngày còn nhiều thời gian nữa không? Còn có thời gian nhiều có thể ngồi thực được nhiều hơn không? Con có thời gian nhưng nó cứ toàn bị phân mảnh ấy chứ nó không liền mạch ạ. Tức là vẫn phải giải quyết, vẫn phải làm các công việc khác. Dạ vâng, chứ nó không được liền mạch bởi vì tình toàn nhà cũng có trẻ con đấy. Con cũng biết thành ra nhiều khi bọn có một thằng cu nó bị COVID cùng thành ra tình trạng phải trông nữa. Tôi kể nó vậy ngồi được như thế cũng tốt rồi. Nhưng mà phải có một trong ngày phải có một cái thời thiền nghiêm túc ấy. Tức là phải có một cái giờ nào đấy cố định trong ngày, đấy là giờ thiền và phải không bị chi phối bởi một cái công việc khác. Có cái giờ như vậy không? Ví dụ cái giờ này đấy là giờ hành thiền nghiêm túc. Thực ra thì con lại có cái giờ vào buổi sáng sớm ấy, thì thường là tầm ví như 4-5 giờ đấy thì cũng rảnh nhưng mà nói chung yên tĩnh nhưng mà tầm đấy thì nó lại hơi buồn ngủ. Còn buổi chiều thì tỉnh táo thì nhiều khi nó cũng thỉnh thoảng nó cũng chen việc này việc kia vào. Vậy là vẫn chưa có một cái thời ngồi thiền mà nó tốt nhất cố định hay là cái thời công phu mà nó duy trì hàng ngày giờ tức đấy là này. Một giờ hàng ngày nếu mà có một cái thời thiền cố định trong ngày như vậy thì nó sẽ tiến bộ nhanh. Ví dụ hôm nay mình ngồi giờ này mai ngồi giờ khác là nó cứ rảnh lúc nào ngồi lúc đấy kiểu là tranh thủ vậy. Dạ vâng. Thì nó cũng nó cái tâm của mình nó không được sẵn sàng. Con hiểu. Dạ vâng. Để thời gian tới có thể cứ tranh thủ ngồi thôi chứ chưa phải là mình nghiêm túc ngồi. Dạ vâng. Có hiểu. Một cái thời nghiêm túc giống như là một cái học sinh nó đến giờ là nó phải đi học phải vào học. Dạ vâng, con hiểu. Và cái lúc đấy là mình phải buông hết mọi việc khác đi để đến thời đấy là thời thiền. Mà duy trì được hàng ngày cứ đến cái thời đấy là thời thiền. Thì nó sẽ tiến bộ nhanh. Dạ vâng con hiểu. Dạ vâng. Buổi sáng cũng được nhé, buổi chiều cũng được, buổi tối cũng được. Dạ vâng. Xong là ngoài cái thời thiền nghiêm túc mà cái gọi là thời chính của mình ra thì mình sẽ ngồi thêm những cái thời phụ khác, như nó rảnh 30 phút thì ngồi 30 phút. Rảnh 1 tiếng thì ngồi 1 tiếng. Đấy con hay ngồi kiểu thỉnh thoảng cứ rảnh 15-3 phút hơn thì thỉnh thoảng cũng hay ngồi nhưng mà đúng là như thế thì đúng là nó cũng không hiệu quả lắm nhưng được cái nó cũng an lạc mà nghỉ yên tĩnh. Dạ vâng. Dạ vâng. Vậy thì cứ ngồi như vậy bây giờ mình chỉ biết là do cái công phu của mình nó vẫn chưa được miên mật ấy. Nó còn do còn chi phối bởi công việc cho nên cái chất lượng nó kém mà điều đó mình cũng phải chấp nhận thôi. Dạ vâng con hiểu. Lúc nào mình cũng khi nào mình có thời gian hành công phu tốt hơn thì sẽ đạt được cái định tốt hơn. Dạ vâng con hiểu. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế con cảm ơn sư ạ. Dạ vâng. Con cảm ơn sư. Rồi, Sakia Thiện Yến. Dạ. Dạ, xin mời hành giả Sakia Thiện Yến ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Ô Phật ạ, con kính bạch sư ạ.
Con bạch sư là con, dạo này con ngồi thiền ít lắm vì con cứ bị đau đầu. Đau đầu à? Vâng ạ. À, đau đầu mà ngồi thiền nhiều nó sẽ chóng khỏi. Ngồi thiền nhiều nó sẽ chóng khỏi đau đầu. Đau đầu vì con bảo là con cái bệnh viêm họng á. Viêm họng con cứ hay hắng giọng nên là khi mà con nín thở là con lại cứ đau đầu. Ờ, đau đầu vậy là nó bị cái gió lạnh nó nhiều á. Vậy thì nên ngồi thiền nhiều là nó sẽ hết, nó sẽ chóng khỏi nhá. Có khi không cần dùng thuốc mà cứ ngồi thiền là nó sẽ hết. Ngồi thiền nhiều nó nóng người nên phải có một thời ngồi 2 đến 3 tiếng mà trải qua hàng ngày, ngồi được đều đều hàng ngày ấy, thì nó sẽ hết, nó có cái sự hỉ lạc, có cái sự kinh an, cái sự nhẹ nhàng là nó sẽ hết đau đầu. Ừ, vậy nên cứ bạch sư là thường ngày là con cứ tụng kinh Phật sự hàng ngày của những người con Phật ấy thì xong là sám hối là có được không ạ? Đúng không ạ? Phật sự hàng ngày là một cái bài sám hay là bài kinh? Là cái bài kinh kiểu là của sư hộ giới dạy chúng con ấy, học bằng tiếng Pali ạ. Ừ thì tụng kinh gì cũng được nhưng mà nên tụng thêm, học thêm những bài khác nữa chứ mình không nên cố định chỉ có bài đấy thôi. Ví dụ như là thỉnh thoảng tụng những cái bài như là kinh bảo hộ, kinh phước lành, kinh từ tâm, kinh châu báu, kinh ban mai, kinh đại tâm từ, những cái bài hộ kinh nó cũng tốt mà. Con bạch sư là nhưng mà những bài đấy thì con không thuộc tiếng Pali ạ. Vì con mới học được có mỗi cái bài phận sự hàng ngày của người con Phật ấy. Thì không, chưa thuộc tiếng Pali thì tụng tiếng Việt cũng được. Dạ. Tiếng Việt, nhưng nếu như mà ngồi thiền nhiều thì tụng kinh ngắn lại, tụng một chút để ngồi thiền. Dạ. Vì căn bản là khi trong cái phận sự hàng ngày thì có cả sám hối mà, rồi giải tâm từ, rồi cũng hồi hướng. Vậy cũng được. Tức là xong cái đấy thì là chúng con hành thiền luôn đấy. Tụng một bài ngắn ngắn khoảng 15 đến 20 phút thôi. Vâng. Dài lắm thì cũng chỉ đến 30 phút thôi. Cái bài đấy thì là khoảng 15 phút thôi ạ. Ừ, chỉ cần thế thôi. Rồi sau đó thì ngồi ngồi thiền tốt hơn. Nhưng mà nên ngồi thiền kéo dài một cái thời thiền ra 2 tiếng. Rồi kéo lên 2 tiếng rưỡi rồi 3 tiếng. Con bạch sư là con ngồi thiền vào cái tầm 3 giờ sáng thì phố nhà con chó nó cứ sủa. Cứ sủa nên lắm lúc con cứ bị vọng động từ cái tiếng chó này. Phải có cái yên tĩnh như phải đóng kín cửa lại để cho nó có cái cách âm, cửa kính cho nó có cái cách âm. Vì căn bản là nó ở rất cạnh nhà con luôn nên không là cách nào nó âm cách âm được. Vậy thì tìm một cái giờ khác để ngồi thiền, ví dụ buổi tối hoặc là buổi chiều, buổi sáng gì đó, vào cái giờ mà nó ít tiếng động, ít cái tiếng ồn ấy, cái tiếng phiền ấy. Dạ. Cái con bạch sư là những cái lúc mà con hành thiền xong thì con cảm giác là người con cứ như là bay lên đấy ạ. Đấy là nó có cái kinh an, cái nhẹ nhàng ấy. Nó có cái hỉ là có kinh an là ngồi như thế là tốt. Nhưng mà luôn luôn giữ tâm ở trước cửa mũi này và đừng quan tâm đến cái trạng thái đấy. Nhẹ nhàng đấy cũng tệ lắm. Con thì không quan tâm cái đấy nhưng mà tức là con thấy cái nửa trên của con biến mất, chỉ con chỉ thấy mỗi chân thôi ạ. Cũng kệ nó, đừng quan tâm đến nó sẽ có những hiện tượng đấy nhưng mà vẫn nằm nơ nó đi nhá. Lúc ấy chỉ cần tập trung vào trước cửa mũi thì thôi, kể cả toàn thân nó biến mất được, nhưng mà không đi theo nó, không đi suy xét gì về nó cả. Không đi suy xét là tại sao ta lại biến mất thế này, tại sao thế kia nhá. Lúc đấy thì tập trung vào một điểm nhỏ ở cửa mũi và thấy cái hơi thở vào ra là được, đừng quan tâm đến cái thân này, không thấy thân càng tốt. Cố gắng hành cho nó định nó sâu thì nó mạnh lên nhá. Dạ, con bạch sư ạ. Hiện nay có bàn tay của sư cô Thích Liệu Ngát ạ. Dạ, xin mời sư cô Thích Liệu Ngát ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con bạch thầy ạ. Con bạch thầy thì con tụng kinh, thầy nói là mình chỉ tụng thời gian ngắn thôi, chỉ độ 20-30 phút thôi, thì con tụng cái bộ kinh Nikaya thì có nhiều bài kinh dài ấy, thì mình tụng tầm 20-30 phút thì chưa hết một bài kinh đấy, thì con lại dừng lại thì để hôm sau lại đọc lại tụng tiếp, có được không ạ? Thì có sao được không ạ? Được, chia ra thành nhiều đoạn để tụng thành nhiều ngày cũng được nhá. Dạ. Mỗi ngày tụng một tí. Sao ạ? Không sao đâu, không sao. Dạ. Một bài kinh dài cứ tụng làm nhiều buổi không sao hết, chỉ tụng phút ngắn ngắn thôi, xong là để thời gian ngồi thiền nhá. Dạ con vâng ạ. Hàng ngày vẫn ngồi thiền đều ấy gì? Con bạch thầy là con vâng, con vẫn ngồi thiền đều. Thì con bạch thầy là ví dụ như là có hôm thì con ngồi từ 3 giờ đến 5 giờ. Có hôm thì con lại ngồi từ 4 giờ đến 6 giờ thì có được không ạ? Hay là cứ phải được. Quy định đúng giờ ạ? Nếu mà đúng giờ được thì tốt hơn. Còn nếu như mà nó có di chuyển đi một chút cũng không sao. Không sao nhá. Dạ. Cứ duy trì đều ngày nào cũng ngồi chứ đừng có bỏ ngày nha. Dạ con vâng ạ. Con xin chị ơn sư ạ. Đây có cái 20 năm hạnh. Dạ vâng ạ. Xin mời hành giả có đích nêm là 25 hạnh ạ. Dạ xin mời hành giả ban tổ chức đã mở mic ạ. Con chào sư ạ. Thưa sư là con mới tập qua cái phương pháp thiền này thì thực ra là con thời gian con thiền thì cũng khá lâu rồi, thế mà sang phương pháp này thì con cũng hơi bỡ ngỡ, bởi vì là tập trung về hơi thở ở đây thì con cảm thấy là nó cứ bị mất đi, thế nhưng mà con có thấy ánh sáng ở trước ạ, tức là nó cứ lờ mờ. Thế thì nhưng mà khi mà con nhìn thấy ánh sáng thì con tâm con rất là yên, sau đó con quay về hơi thở thì con lại nhận thấy hơi thở rất rõ. Thế thì con có tiếp tục làm như thế không hay lại con phải tiếp quay lại hơi thở ạ? Cứ để tâm ở hơi thở và không chú vào cái ánh sáng đấy nhá. Dạ vâng ạ. Cái ánh sáng ấy nó chưa đến cái thời điểm, nên là con phải nuôi dưỡng cho cái ánh sáng ấy nó mạnh lên nữa cơ. Dạ vâng ạ. Nếu là khi ngồi thì hướng lên trước cửa mũi và luôn luôn giữ tâm ở trước cửa mũi và trước mặt thôi nhá. Dạ, chứ vâng ạ. đừng đi quan sát những cái cảm giác ở trên người và đừng di chuyển tâm lên trên đầu, đừng di chuyển tâm dưới người nhé. Dạ vâng ạ. Và tập trung tâm cũng vừa vừa thôi, ở cái mức trung bình, đừng có mạnh quá, đừng yếu quá. Dạ. Và để cho hơi thở vào ra tự nhiên, và cái sự nhận biết hơi thở cũng rất là tự nhiên, thoải mái. Dạ. Cái thoải mái dễ chịu và nhận biết bằng tâm chứ không phải là chú tâm bằng mắt đâu nhé. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Con hiểu ạ. Vậy cứ thực hành đi, càng ngày thì cái ánh sáng nó sẽ càng rõ ràng và mạnh mẽ. Thưa sư, với lại con như thế này, con muốn là tức là bình thường trước khi con thường dậy vào lúc buổi 4 giờ sáng hoặc hơn một chút, thì con có tụng cái tệ kệ khải hoàn và sau đó là con giải tâm từ xong con ngồi thiền. Thế có được không ạ? Hay là như thế thì nó cũng hơi nhiều hay là như thế nào ạ? Vậy cũng được. Vậy cũng được, cũng giống như ở chùa cũng tụng bằng đấy bài này. Dạ vâng ạ. Kệ khải hoàn tụng bằng tiếng Việt hay tiếng Bali? Con Bali ạ. Tốt, vậy thì tụng xong bài đấy với lại bài giải tâm từ chia phước là được rồi. Nếu như mà dậy sớm ý, thì ngồi thiền xong thì tụng rồi ra thiền. Dạ vâng ạ. Còn nếu như hôm nào mà mình đến cái giờ đấy mà nó cũng muộn muộn rồi thì kinh được, ngồi thiền được, mà ngồi thiền rồi tụng kinh cũng được, đều được nhé. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Và con cho con hỏi chút nữa là khi mà tâm con nó lăng xăng, tức là nó bị tán loạn đi, thì con có thể, tức là lúc đấy thì con quay lại thì con nhận biết cái vấn đề đó, nhưng mà con có thể con quay lại và biết được là con không phải phân tích đâu, nhưng mà con biết là nó khởi nguồn từ đâu, thì có được không ạ? Và khi mà con làm như thế thì hầu như là cái tâm tán loạn của con là gần như là dứt. Chứ mà nếu mà con không có gọi là nhận biết nó thì con nó cứ thế nó cứ tiếp tục lao đi ạ. Cũng cũng được, nhưng mà làm rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Dạ vâng ạ.
Tức là làm sao để cho cái sự nhận biết hơi thở của mình không bị gián đoạn. Dạ vâng ạ. Không gián đoạn nha, mặc dù là mình có tác ý để buông những cái vọng tưởng đấy đi, nhưng mà cái tâm nó vẫn biết hơi thở. Vậy thì cái suy tư đấy nó chỉ diễn ra rất là, nó chỉ thoáng qua thôi. Chứ mình đừng có chăm chú quá nhé, đừng suy tư rõ ràng quá. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Vâng ạ. À, con cảm ơn sư ạ. Hình dạ Trần Thị Nghĩa. Dạ. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Trần Thị Nghĩa, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, bạch sư ạ. À. Hiện nay không có tín hiệu, chắc không chính xác. Định biên. Dạ vâng ạ. À, xin mời hành là có nick là Đình Biên ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Vâng, con xin chào sư ạ. Vâng, thưa sư thì mấy ngày qua thì con bị Covid nên là con cũng hơi mệt bị sốt đó. Mấy hôm nay thì con đỡ rồi, thế lại nhưng mà con để có cái tâm lý là nó kiểu là nó lười thành thiền hơn trước đây thì con xin sư người mệt à, nó bị Covid thì nó mệt thì và nó cũng có mệt nó yếu hơn ạ. Nhưng mà con thấy là nó cũng lười hành thiền, nó ít tinh tấn hơn trước đây ạ. Nhưng mà mỗi ngày có ngồi được một thời không, một đến hai thời không? Vâng, con cũng cố gắng ngồi một thời ạ. Nhưng mà con trước đây con ngồi nhiều hơn, bây giờ con ngồi một thời con thấy nó hơi chảnh mảng ấy, con muốn sư con nên tác ý như nào đấy ạ? Mình nên tác ý là ngồi thiền nó sẽ làm cho sức khỏe của mình nó phục hồi nhanh hơn, cái bệnh này nó sẽ đi qua nhanh hơn. Phải có cái niềm tin như vậy ấy, và phải tin là cái sự hành thiền nó có cái sự hỷ lạc mà nó có cái sự kinh an, và nó sẽ tạo ra cho mình có được cái có cái kháng thể rất là cao. Nếu mà thực hành thiền ấy thì mai mốt sẽ không bị Covid tái phát nữa. Nên mà nó sẽ làm cho mình dứt được cả rất là nhiều những cái bệnh khác nữa. Mà đấy là sự thật ấy, thiền nó sẽ tốt hơn. Nếu không hành thiền thì mình phải có những cái hoạt động như là massage hay là thư giãn hay là những cái vận động về thân thể để làm tăng cường sức khỏe. Nhưng mà trong cái sự thực hành thiền mình không cần những cái đấy, chỉ cần một ngày ngồi được 2-3 tiếng, 4-5-7-6 tiếng, 6-7 tiếng ấy thì mình không cần những cái gì hết để làm tăng cường sức khỏe nữa, mà ngay cái hành thiền này nó sẽ làm cho sức khỏe mình tốt nhất. Phải có cái niềm tin đó và phải có cái sự thực hành cơ. Phải hành nó phải kéo dài được từ 1 đến 2 tiếng. Kể cả nếu như nó mệt ý, thì ngồi tựa lưng cũng được. Ngồi cái tư thế nào thoải mái nhất, mình không cần phải ngồi quá là thẳng lưng. Tựa vào cái gì đó, tựa vào tường cũng được, tựa gì đó. Nhưng mà khi mình để tâm rất nhẹ nhàng thôi, hơi để tâm để nhận biết hơi thở, xong là nó nghĩ đến chuyện gì mình cứ xua nó quên nó đi. Nên xong là người ta ý ngồi thiền này để cho nó bệnh nó chóng khỏi, à nó sẽ chóng khỏi. Bằng thưa sư là bệnh thì con khỏi được khoảng 5-7 hôm ạ. Nhưng mà con có sư nên con xin hỏi sư là có nên đắc ý là cái cuộc đời cuộc sống này nó vô thường, cái thân xác này nó vô thường hay gì không? Có nên đắc ý, mình đắc ý đến cái chết nhiều hơn. Cái chết nhiều hơn ấy, mình cứ nghĩ rằng là ở cái mạng sống này nó rất là mong manh và nó rất là gần với cái chết, và cái chết nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nó không có báo trước. Đây thì dịch bệnh này nó cũng là một cái dấu hiệu, nó giống như là thiên sứ đã đến để cảnh báo cho mình biết trước là mạng sống của mình sẽ không có được bao lâu nữa đấy. Nên là cần phải tu để mình tích lũy những cái thiện nghiệp, những cái phước lành, những cái công đức, để mình nếu như có chết thì chết với cái tâm có chánh niệm, mình sẽ được sinh đến những nơi cao thượng. Còn nếu như mình chết với cái tâm ô nhiễm, với cái tâm hoang mang thì mình sẽ đọa vào những cái cõi khổ đau. Cho nên là cái việc có cái sự tu tập thực hành rất là quan trọng, và
nên tác ý đến những điều đó để mình tinh thần. À, thưa sư cho con xin hỏi câu nữa là con thường thường con để cái tâm nó quanh cái lỗ mũi, thì cái trước cái cửa mũi thì nó có cái đôi khi là con biết nhận biết một lúc hai bên cái lỗ mũi nó hơi thở nó vào hai bên đấy ạ. Thì mình biết một lúc hai bên này thì có được không ạ? Hay là con được. Chỉ nên biết hai bên mới là đúng. Biết hai bên là tốt, là cái tâm của mình nó có cái sự quân bình vừa phải. Còn nếu mà chăm chú căng quá nó chỉ thấy được một bên. Còn thường thường nó sẽ thấy cả hai bên thì sẽ tốt hơn. Và mình cũng chỉ cần biết nó là hơi thở đi vào đi ra, mình không cần biết nó bên nào. Mình cũng không cần để ý là nó một bên hay hai bên. Tức là cái sự nhận biết hơi thở nó cần có cái sự tương đối, có cái sự vừa phải như vậy là tốt nhất. Còn nếu mà mình cứ chăm chú quá, mình còn đi quan sát nó rõ quá, chi tiết quá lại không tốt. Vậy cho nên là chỉ cần hơi hơi biết thôi, chứ đừng có biết kỹ quá. Chị An Sư. Bạch Đức. Dạ vâng ạ. Đức đâu cho tay rồi. Dạ vâng ạ, xin mời Hành Đạt Tuệ Đức ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ vâng, con Bạch Sư ạ, con vừa đổi tên, con giữ cái tên bên kia, con vừa đổi tên lại pháp danh sư đặt cho con ạ. Vâng. Anh đã chỉnh pháp rồi. Dạ vâng. Hỏi gì không? Có ạ, con muốn hỏi sư là khi mà con nghe kinh, hoặc là khi mà con tụng kinh ấy, thì tụng bằng tiếng Pali nó con thấy nó rất là khó, mà kể cả khi con nghe con cũng không hiểu gì ấy. Thế thì con hay tìm để dịch nghĩa sang tiếng Việt ấy. Thì con không biết là mình nên tạo thành một thói quen là nghe kinh theo tiếng Pali nó hiệu quả hơn, hay là nó hay dịch sang tiếng Việt nó hiệu quả hơn. Khi nào mà có thời gian để mà học kinh, học tiếng Pali cơ. Vâng. Nó phát âm nó đúng thì lúc đấy tụng Pali thì hiểu được cái gốc của Đức Phật. Thế nên nếu mà học được cái tiếng Pali mà nó thuần thục rồi, khi mình tụng mình thấy nó có cái sự hoan hỉ, có cái sự an lạc. Rất là khó tả, mà Đức Phật cũng nói là nếu như tụng kinh mà những cái kinh bảo hộ ấy, mà tụng bằng Pali mà tụng phát âm đúng âm Pali và hiểu được nghĩa. Tức là tụng tiếng Pali nhưng vẫn phải hiểu nghĩa nữa cơ. Thì cái oai lực nó sẽ cao hơn. Tức là những cái công đức thì sẽ lớn hơn. Nhưng mà cái đấy thì để khi nào có thời gian để học thì lúc đấy mình tụng thì nó mới đúng. Còn bây giờ chưa có điều kiện thì cứ tụng bằng tiếng Việt đi. Dạ vâng. Khi mình nghe con, khi mà con nghe ví dụ niệm chín ân Đức Phật đấy, là con nghe con phải tìm những cái clip mà nó mà có dịch sang tiếng Việt ấy, thì con nghe con mới tập trung, còn con nghe theo tiếng Pali thì con cứ bị con không hiểu và con không tập trung được. Đây nó không hiệu quả. Thì nếu vậy thì cứ nghe bằng tiếng Việt, nhưng mà học những cái tiếng Pali chỉ học mấy câu mà phổ thông ấy. Ví dụ như Nam Mô Tát Sa, Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa thì nghe câu đấy là con thuộc rồi ạ. Quy đấy, tam quy đấy, tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới thì những cái rất là căn bản phổ thông đấy thì học cho nó thuộc đi. Dạ vâng, cái đấy thì con thuộc rồi. Ừ, được rồi, vậy thì học thêm chín ân Đức Phật bằng tiếng Pali đi rồi học cái đâu dịch nghĩa đấy. Vâng ạ, con tạ ơn sư ạ. Dạ, thưa sư ạ. Có hai câu hỏi mới ạ. Con xin phép đọc lên ạ. Dạ, thưa sư, câu hỏi từ hành giả Nguyễn Đặc Bích Lộc ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Thưa sư, thiền hơi thở có cần tưởng tượng luồng hơi thở vào và ra không? Hay chỉ cần cảm giác mát là hơi vào, nóng là hơi ra? Hơi thở vào ra thì biết cái sự chuyển động vào ra của hơi thở, chứ không có để tâm vào cái nóng với cái lạnh nhé. Lúc ấy mình chỉ hướng tâm lên trước cửa mũi này và mình cảm nhận đi. Dùng cái sự xúc chạm giữa cái luồng hơi thở với cái da ở mũi này để cảm nhận nó có cái hơi thở đi vào đi ra, rồi ghi nhớ đấy cái sự chuyển động đi vào đi ra của hơi thở đấy, và chỉ biết cái đặc tính đi vào đi ra của nó thôi,
chứ đừng để ý đến cái nóng và cái lạnh. Để ý vào nóng lạnh là nó bắt vào trong hỏa đạn và nó lại không đúng là hơi thở nữa. Dạ con bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Hà Nguyễn ạ. Dạ con bạch sư, con chưa quy y nhưng có lúc con tụng kinh bản tiếng Việt trong nhà, phần lời của chủ lễ trong bài kinh thì con có nên đọc không ạ, hay là con chỉ hay là mình chỉ thỉnh chư thiên khai kinh và chính kinh ạ, xin sư chỉ dạy cho con ạ. Đều được cả, vẫn đọc được hết, cứ theo như cái bài kinh đấy mà tụng và đừng có ái ngại gì là quy rồi hay chưa quy ha. Dạ con bạch sư ạ, đã hết các câu hỏi ạ, xin mời sư có thể được tiếp tục mời các hành giả trình pháp ạ. Venuti. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Blue Sky. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ vâng ạ, không có tín hiệu thưa sư. Dạ. Tịnh Hiếu Hoàng Văn. Dạ. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Tịnh Hiếu Hoàng Văn. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ con kính đỉnh lễ sư ạ. Ừ. Thưa sư, con vẫn thiền nhưng mà dạo gần đây thì nhà con chuyển nơi ở ấy, nên là cái tâm con nó cũng hơi bị xáo trộn một chút. Ngồi thì không được an tĩnh, thì có thời thì con cũng ngồi thiền an tĩnh được và cũng có ánh sáng, nhưng mà đa số thì tâm nó cũng cứ chạy lăng xăng ấy. Ừ, cứ kệ nó nha. Dạ. Mà nhà có công việc bận thì ngồi nó sẽ phóng tâm nhiều ấy. Thì lúc ấy mình cứ kệ nó thôi, nó nghĩ sang chuyện khác một chút cũng được, không sao. Thì mình phải hành thiền trong cái tâm, cái trạng thái động. Nhưng mà rồi nó buông được đến đâu thì buông, còn nó không buông được thì cũng phải chấp nhận. Mình chấp nhận trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh, trong cái tâm lý như vậy. Thì mà tiếp tục thực hành và không bỏ là được. Thưa sư, con xin hỏi sư một câu là, tức là khi mà nhà con chuyển sang nơi ở mới thì con có hay nhìn thấy phi nhân ấy, thì con phải làm thế nào? Tụng kinh giải tâm từ chia phước đây, tụng các cái bài kinh bảo hộ, và hàng ngày nhất là những cái ngày trai giới mình thọ ấy nhá, mình thọ giới xong rồi cái hôm đấy tụng kinh thì nhớ là chia phước đến tất cả chúng sinh, chia phước đến các cái vị chư thiên ở trong ngôi nhà này, đến các cái thân bằng quyến thuộc của mình, những cái ông bà tiên tổ ấy, để chia phước đến tất cả chúng sinh, để giải tâm từ một thời gian dài đến sẽ hết. Ví dụ như là mình đi đến một cái nơi mới ấy, trong là vì cái khi mà sống ở nơi đấy mà nó chưa quen cái sự quen biết giữa mình với các cái phi nhân, thì chưa có cái sự thân thiện nên là hay có cái sự khó chịu với nhau. Nhưng mà ở một thời gian thì mình có cái tâm từ nữa, thì một thời gian thì khi mà nó có cái sự thân thiện với nhau thì lúc đấy sẽ không có ấy nhau nữa, đấy sẽ không có cái sự làm khó nhau nữa. Thường thì cứ lúc vào ngồi thiền được khoảng 10 đến 15 phút ạ, thì người con nó cứ bị rùng mình và lạnh hết cả sống lưng lên ấy. Xong là con chuyển sang niệm ân Đức Phật một lúc, thì nó lại yên xong mà con ngơi ra, con quan sát hơi thở thì con lại bị lạnh ạ. Thì xong thì... nó duy trì như vậy trong cái khoảng thời gian khoảng 2 tuần nay như thế. Thì nên ngồi vào cái giờ mà sáng sủa như là ban ngày thì tránh ngồi vào cái giờ mà nó yên tĩnh như là ban đêm. Ở cái chỗ mình ngồi ấy là một cái chỗ nào đó nó thoáng, nó sáng, có ánh sáng thì nó đỡ đấy đi. Vậy con có nên bật đèn trong lúc ngồi? Có nếu mà vậy thì bật đèn sáng choang đi.
Bởi vì là khi mà con bật đèn ấy, thì con lại không có, tức là không không có ánh sáng ấy. Do cái định nó không quen thôi. Thực ra khi mà nó quen đi rồi thì ngồi ở đâu nó cũng như nhau. Vâng. Khi nó quen đi rồi, đừng sáng quá, đừng chói, đừng có chiếu thẳng vào mắt mình. Dạ, vâng ạ. Dạ, vâng, con xin tri ân sư ạ. Còn ai chưa trình? Serena. Dạ, vâng ạ. Xin mời hành giả Serena, ban tổ chức đã mở mic ạ. Thế xin là con hành một ngày 3-4 thời. Ừ, mỗi thời được lâu không? Có thời thì 1-2 tiếng, có thời thì cũng được 3 tiếng. Ừ, có định không? Có ánh sáng không? Dạ, cũng lâu lắm với con sáng. Ờ. Với lại là cái cổ của con nó có bệnh lý nên là ngồi nó hay bị đau. Ngồi lâu nếu mà không có ánh sáng á, người nó không có cái tinh thần an, không có hỷ lạc, chưa có thì nó hay bị đau. Khi nào mà nó có khinh an thì nó mới hết đau. Nên là dạo này con ngồi nó cũng lâu mới có cái đó, mới vào được những cái đó nên nó vẫn hay bị đau. Ừ, nếu vậy thì phải ngồi nhiều lên nhá, ngồi nhiều lên với để giữ cái sự im lặng, ít nói chuyện, ít đi lại, ít giao tiếp thì cái tâm nó luôn luôn ở cái sự tĩnh lặng ấy, thì nó sẽ nhanh có định. Dạ, với lại còn là đấy. nó đau thì con hay nghiêng qua nghiêng lại, đổi tư thế. Ờ, cũng được. Con... Dạ. Sao đâu, cái này đau, cứ làm thế cho nó hết đau. Dạ, cái này bệnh lý của con nó lâu rồi. Nó, nên là ngồi nó cũng không có thẳng được. Cũng không cần đâu, cứ thoải mái nhá. Dạ. Khi nào mà có định nó thì nó mới ngồi im được. Vậy cho nên là cần phải thực hành miên mật để cho định nó phát triển, nó mạnh đi. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn sư. Vậy cứ tiếp tục thực hành đi nhá. Đỗ Thị Tùng. Dạ, xin mời hành giả Đỗ Thị Tùng ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Thiền không? Dạ. Hàng ngày có tập thiền đều không? Dạ, sư là con tập thiền đều ạ. Hay đừng mấy thời. Hồi trước thì con hay tập buổi sáng và buổi chiều, nhưng mà gần đây thì hôm nào người con khỏe thì con có tập thêm, mà ngồi thêm được một cái thời sáng sớm nữa. Cái thời sáng sớm nên ngồi nhá. Nên ngồi thời sáng sớm. Thời đấy là cái tâm nó tĩnh lặng nhất, tỉnh ra. Rồi thì có thấy hơi thở một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và đều đặn không? Con thấy hơi thở thì dễ, nhưng mà gần đây cái con cứ hay bị trùng cái lưng lại á. Mà hồi trước có lúc thì con cái lưng con nó trùng thì con chỉ cần tác ý là thẳng lưng lên thì nó tự nó thẳng. Nhưng mà dạo này không biết là sao con tác ý nó không có thẳng. Vậy là do cái sức khỏe nó kém ấy. Nó kém nên là ngồi nó không thẳng cũng không sao, mà ngồi nó cũng không bị mỏi lưng cái gì, không đau nhức cái gì. Nó có nhức người. Nó có đau nhức thì lúc nào mà cảm thấy nó mỏi lưng thì giữ thẳng lên, mà lúc nào nó trùng xuống thì cứ kệ nó thôi. Cứ kệ nó, còn chỉ cần nhận biết hơi thở cho nó đều đặn, không bị gián đoạn là được. Dạ.
trải nghiệm trên hơi thở nhiều, nhắc nhở cái tâm nhiều để cho rồi buông bỏ nhé, buông thả những cái suy tư với vọng tưởng đi. Con có lúc con thấy con thấy hơi thở nhưng con không có xác định cái điểm xúc chạm ấy, thì có sao không? Cũng không sao, nhưng mà đừng có nhận biết nó ở cái vị trí mà nó quá xa với cái cửa mũi này. Như là ví dụ như là mình không có xác định ở trên mũi mà mình quan sát nó ở dưới bụng này thì không được. Không ạ, nó chỉ ở đâu trên, nhưng mà con chỉ nghĩ là con không có tác ý được cái điểm xác định, nhưng con vẫn thấy cái hơi thở. Nếu vậy được, nó ở trước mặt là được. Nghĩa là nó ở trước mặt là được rồi. Còn nó cũng cái điểm xúc chạm thì chỉ quan trọng cái lúc đầu thôi. Còn khi tâm nó bắt được vào hơi thở rồi thì điểm xúc chạm không quan trọng. Vậy cứ thực hành đi nhá. Dạ vâng ạ, xin chị ăn xưa. Hiền Hà Nội. Dạ vâng ạ. Dạ xin mời hành giả Hiền Hà Nội ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Một sư thích ăn Phật. Con xin hành lễ sư ạ. Dạ thưa sư, là con hành thiền một ngày chỉ khoảng 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi thôi ạ, chia làm 2 thời ạ. 2 thời. Ngồi nó có cảm thấy nó có sự an vui không? Thoải mái dễ chịu không? Con có thấy sự khinh an ạ. Xong con thấy bình thường là cái tay con nó rất là bị cứng ạ. Cứng tay, nhưng khi con ngồi xong thì con thấy tay chân nó rất là mềm mại ra. Đấy là mới ngồi một ít mà nó đã thế đấy, mà ngồi nhiều nữa thì nó sẽ còn tốt hơn. Sư ơi, cho con hỏi là thỉnh thoảng con có thấy có như là một cuộc dạng như có một cái luồng gió nó cứ xoáy xoáy trên cái đỉnh đầu ấy ạ. Thỉnh thoảng con có thấy cái luồng gió đấy, nhưng con cũng không để ý đến nó đâu, nhưng mà thỉnh thoảng con vẫn thấy nó có. Cái đấy là cái tâm nó bắt vào hơi thở và nó sắp sửa có định, nó thế, nó dấu, nó là cái dấu hiệu ấy. Cái dấu hiệu của chuẩn bị phát sinh ánh sáng thì nó có cái trạng thái đấy, nhưng mà đừng để ý, đừng quan tâm gì đến nó, cứ nhận biết hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên, đừng đi theo nó nhé, đừng đi theo cái xoáy xoáy đấy. Và cũng đừng có khởi lên cái tâm là tò mò muốn hay là hoài nghi thắc mắc gì cả, nhưng không biết nó là cái gì, phải theo dõi xem nó là cái gì, thì nó sẽ trở nên nó bị phóng tâm đấy. Nó bị phân tâm là định nó kém đi, cứ mặc cứ nằm nơ nó đi, không quan tâm nó và cứ biết hơi thở vào ra bình thường nhé. Sư ơi, con hỏi dạo này tự nhiên con cảm thấy là con thấy con lười tụng kinh hơn ạ. Thỉnh thoảng có ngày con tụng kinh được, có ngày con lại không ạ. Cũng không sao đâu, nếu mà hành thiền tốt rồi thì tụng kinh thì ngày nào tụng thì tụng, mà không tụng cũng được. Con hay bỏ, đợt trước thì con hay tụng kinh vào buổi sáng, nhưng đợt này con ấy, thiền vào buổi sáng ấy, thì con ấy không có thời gian để con tụng kinh ạ. Vậy thôi thì, hành thiền đi, còn tụng kinh thì vài ngày tụng lần được. Con thiền buổi sáng này nó không được tốt như là buổi chiều hoặc tối. Buổi sáng tháng con thấy nó cũng mệt mỏi, nó buồn ngủ ấy. Vậy thì tốt vào buổi chiều. Vậy thì cũng ngồi, nhưng mà ngồi một lúc thôi, ngồi thời ngắn. Buổi sáng nó không, cái cơ thể của mình nó còn uể oải thì ngồi một thời ngắn thôi, còn buổi chiều thì ngồi dài ra nhá, ngồi một thời lâu hơn. Con ngồi được khoảng 1 tiếng 20 phút là con không nhúc nhích, không động đậy, nhưng mà đến tầm khoảng 1 tiếng 20 phút rồi là trở ra là con thấy nó mỏi chân, con tê chân đấy, là con thấy nó bắt đầu nó loạn lên đấy. Như vậy là cũng được rồi, thì lúc đấy cứ đổi chân đi, và nếu như còn ngồi tiếp được thì cứ ngồi, còn nếu như mà nó mà mỏi quá ấy, thì mình có thể đứng lên đi lại một tí rồi lại vào ngồi thời hai được thì càng tốt. Con thì con cũng không có nhiều thời gian để ngồi nhiều thời gian lắm ạ. Con phải đi làm nên con ít thời gian ạ.
Đi làm xa nữa, thời gian con đi làm nó gần 2 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa về gần 2 tiếng đồng hồ ấy. Vậy thôi, vậy thực hành vậy là được rồi. Cái nhà tùy theo cái thời gian của mình, theo cái sức khỏe của mình. Có hôm con thấy cũng có một chút ánh sáng, nhưng mà nó cũng chỉ được khoảng được mấy phút thôi, xong nó lại tắt rất nhanh. Nhưng có lúc con lại thấy có thấy nó trong suốt đấy, thấy trước mặt nó trong suốt đấy, xong đó con thấy như là một cái có cái đầm đầm ao hoặc là cái kênh cái mương gì đó ạ. Nhưng con tắc ý là con không chú tâm đến nó đâu, nhưng một tí thì nó lại mất ạ. Con lại quay hơi thở. Dấu hiệu mà chuẩn bị bắt đầu có ánh sáng là nó vậy đấy. Nó vậy nhưng mà đừng đừng nhìn vào nó, đừng đi theo nó nhé. Vâng, con cũng không cứ, con tác ý không theo nó đấy. Vẫn cứ để tâm sát vào cửa mũi và nhận biết hơi thở. Thì cái ánh sáng càng ngày nó sẽ càng rõ ràng đi. Vâng ạ. Dấu hiệu bắt đầu chuẩn bị có ánh sáng là nó thế đó. Vâng, chia. Quy trình pháp. Dạ bạch sư ạ, thưa sư có câu hỏi từ hành giả Quân Trần ạ, qua kênh YouTube. Dạ, thưa sư ạ, nếu con đã lỡ phạm những điều lỗi lầm nặng nhưng giờ con đã biết lỗi rồi ạ, xin sư dạy cho con cách sám hối ạ. Con cứ bị ám ảnh bởi việc sai trái mình đã làm ạ, sám hối thì có hết nghiệp không ạ? Sám hối thì tụng cái bài Okasa sám hối ấy. Trước khi mà xin giới thì nên xin giới vào những cái ngày giới, ví dụ như là ở chùa sẽ cho giới vào 1 tháng 4 ngày nhá, ngày mùng 8 này, ngày 10 rằm này, ngày 30, ngày 23, 1 tháng có 4 ngày cho đấy là những ngày cho bác quan trai giới. Nếu mà thọ được bác quan trai giới mà giữ trong 1 ngày 1 đêm được thì tốt. Thì trước khi thọ giới sẽ có tụng cái bài Ukasa sám hối đấy. Thì đấy cũng là sám hối. Còn nếu như mà có một cái nỗi gì đó mà nó rất là nặng, mình đối trước một cái vị có đức hạnh mình sám hối thì càng tốt. Mình tìm đến một cái vị thầy nào đó rồi mình bày tỏ cái nỗi là con trong quá khứ đã phạm phải cái nỗi như thế này thế này, thì con xin thầy chứng minh cho con sám hối, từ bỏ cái nỗi đấy, ngăn ngừa và trong tương lai sẽ không phạm lại nữa, và từ nay xin quy y Tam Bảo thọ trì 5 giới. Rồi sau đó mình xin quy y và xin thọ giới để giữ giới đấy. Rồi hàng ngày những cái ngày trai giới thì sẽ có cái bài sám hối, mình đọc cái bài đấy trước khi tụng kinh hoặc trước khi xin thọ giới là được. Dạ, con thưa sư ạ, có câu hỏi từ hành giả Đỗ Tuyết Nhi ạ. Dạ. Thưa sư ạ, con bạch sư ạ, sư cho con dạy cho con biết chánh kiến là như thế nào ạ? Chánh kiến là kiến có nghĩa là thấy hay là cái sự hiểu biết, còn chánh có nghĩa là chân chánh. Vậy cái sự hiểu biết chân chánh thì gọi là chánh kiến. Thì đây là ví dụ như là chánh kiến thì nó đối lập lại với tà kiến. Tà kiến là cái sự hiểu biết sai hay là cái niềm tin sai. Chánh kiến là sự hiểu biết đúng và có niềm tin đúng thì nó chánh kiến. Ví dụ như là có cái người người ta nghĩ rằng là làm những cái việc tội như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối không có tội thì đấy là tà kiến, bởi vì sự thật là nó có tội và nó sẽ để lại cái quả báo. Còn một cái người tin rằng là mình làm những cái việc có tội thì sau này mình sẽ bị cái quả báo khổ đau, làm cái việc phước thì sau này mình sẽ được hưởng cái phước lành an vui, thì đấy là chánh kiến. Thì chánh kiến có nghĩa là mình hiểu đúng với sự thật, đúng với cái sự thật thì đấy là cái sự hiểu biết chân chánh. Còn tà kiến là mình hiểu sai với sự thật thì đấy là cái nó đối lập lại với chánh kiến là thế thôi. Ví dụ như là mình cái người mà được học pháp ấy, mình tin mình hiểu về Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật là một bậc đã giác ngộ, đã giải thoát, và Đức Phật mở ra con đường đi đến giải thoát giác ngộ thì đấy là chánh kiến. Còn có những người Phật tử tại gia, người ta không học Phật pháp, người ta lại coi Đức Phật như một vị thần linh ban ơn giáng họa. Ông người ta đến người ta dâng những cái mâm lễ vật lên, người ta cúng, người ta nghĩ rằng Phật sẽ họ dụng, sẽ ăn cái món này rồi sẽ phù hộ cho mình được những cái điều tốt này, thì đấy là tà kiến. Vậy thì chánh kiến là hiểu đúng và tà kiến là hiểu sai.
Dạ. Hiểu đơn giản vậy ha. Thưa sư ạ, có câu hỏi từ hình là Nguyễn Thanh Nhân ạ, là con bạch sư ạ, con cũng hay có những suy nghĩ xúc phạm các bậc cao thượng như đạo hữu quan trần phía trên, điều đó làm con vô cùng đau khổ, có phải lo nghiệp con nặng không hay không ạ, con nên làm gì ạ? Có cái xúc phạm đến những bậc cao thượng, những bậc thánh nhân đó. Thì nếu như mà mình có những cái sự xúc chạm đến những cái bậc có giới đức thì mình cũng đã là có tội lỗi rồi, như là một cái người mình xúc phạm đến những cái bậc mà người ta có đức hạnh lớn hơn mình, có công đức, có đạo hạnh lớn hơn thì mình sẽ có tội. Thì cái tốt nhất là mình sám hối trực tiếp với người đấy, thì cái tội nó sẽ hết đi. Hoặc là nếu như mình tức là giống như là một cái sự sám hối xin lỗi với người đó thì nó sẽ hết đi. Hoặc là mình không gặp cái vị đấy thì mình đối trước với một cái vị có đức hạnh khác, có đức hạnh khác, rồi mình sẽ nói rằng là trước kia con hay có cái tâm ngã mạn, hay là có cái sự xúc phạm đến cái vị đó, con biết là đấy là một lỗi lầm thì con sám hối, mong thầy chứng minh cho. Thì đấy cũng là một cách sám hối. Sám hối thì nên đối trước một cái người khác và cái người đấy mình kính trọng để mình sám hối là tốt nhất. Còn nếu như mình có lỗi với ai, mình đối trước người đấy sám hối là quan trọng nhất, là đúng nhất, đúng pháp nhất. Dạ thưa sư ạ, hiện nay có bàn tay từ hành giả Tuệ Đức ạ, có giơ tay lên. Dạ. Xin mời hành giả Tuệ Đức ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con bạch sư là con xin sư chỉ cho con cái cách ăn uống hàng ngày, thế nào là ăn chay để phù hợp với cái việc mà tập thiền của mình. Nếu mà với việc hành thiền thì ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, không quan trọng. Nhưng mà chỉ có nếu mà đúng pháp thì có nghĩa là mình ăn thì ăn cái gì, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, nhưng mà khi mà mình làm thức ăn ấy thế thì quan trọng là trong cái lúc làm ấy là không được tự mình sát sinh, không được tự mình sát sinh nhá, cũng không được bảo người khác sát sinh cho mình ăn. Nếu như mình bảo người khác đi giết một con vật thì cho mình ăn thì hôm đấy mình sẽ phạm giới và ăn cái món ấy là không thanh tịnh. Còn mình mua những cái thực phẩm mà người ta làm sẵn rồi thì lại không sao. Thì ăn chay cũng thế mà ăn mặn cũng thế. Nhưng mà trong cái lúc ăn thì mình quán tưởng trong cái lúc ăn ấy, sử dụng vật thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp, mà chỉ để bảo trì cái, tức là mình quán cái thức ăn đấy nó chỉ là vật chất thôi, nó là tứ đại nhé. Mình quán cái thức ăn này nó chỉ là đất nước nửa gió, mình mượn cái đất nước nửa gió ở bên ngoài để mình nuôi cái đất nước nửa gió bên trong mình. Đấy, mình quán là ăn xong rồi thì nó sẽ thành phân, thì nó sẽ bài tiết ra ngoài để mình không tham đắm vào cái thức ăn. Tức là mình quán bất tịnh trong thức ăn là tốt nhất. Quán thức ăn nó chỉ là bất tịnh, nó bên ngoài nó sinh ra từ đất nước nửa gió, khi nó ăn vào trong bụng mình thì nó nuôi dưỡng cái thân bất tịnh này, sau đó nó lại bài tiết ra những cái chất bất tịnh. Vậy cho nên là cái thức ăn nó chỉ là cái phương tiện để mình duy trì mạng sống, chứ mình không nên tham đắm, không nên đắm nhiễm vào nó. Thì cứ thức ăn nó chỉ là cái để nuôi thân thôi. Đấy là quán, cái quán đấy là quan trọng luôn. Thì mình không, chứ mình cũng không nên phân biệt nó là thức ăn chay ăn mặn, ăn cái gì nó cũng, mình cũng quán nó là bất tịnh nhé. Dạ vâng. Vậy trong một ngày thì mình nên ăn như thế nào để cái việc hành thiền của mình nó là tốt nhất? Nếu mà ăn những cái ngày nào mà thọ bát quan trai giới thì cái ngày hôm đấy phải ăn đúng giờ, ví dụ như là ăn buổi sáng và buổi trưa, còn buổi tối thì mình chỉ được uống nước thôi, uống năm thứ nước như là nước trái cây ép ra nhé, xong là nọc kỹ để uống nước, hoặc là nước đường, nước mật ong, nước mía, nước những cái nước ép trái cây thì uống được nhé, mình không ăn những cái chất nhai ăn là được rồi. Còn những cái ngày bình thường giữ năm giới thì thôi, thì cứ ăn cho đầy đủ để lấy sức mà đi làm, bao giờ chuyên tu thì mới quan trọng cái đó. Dạ vâng.
Ừ, còn nhớ là những cái ngày thọ bác quan trai giới thì không ăn buổi chiều. Vâng, chắc là lâu ngày là nếu mà mình giữ được lâu ngày thì nó sẽ thành quen, nhưng những cái ngày đấy con cũng tác ý là con ăn ít, nhưng mà con đến khi buổi tối con tập hành thiền nó con cảm thấy người nó rất là mệt, vì là con ăn có bữa sáng ăn với bữa trưa hay bữa buổi tối buổi chiều uống nước, nó đến thời gian buổi tối là con cảm thấy nó mệt vì nó không có năng lượng, nhưng mà con nghĩ là chắc là lâu ngày là nó sẽ quen, cơ thể nó sẽ Ừ. quen. Thì hôm đấy cái phải chủ động cái bữa trưa hay là phải ăn cho nó chất lượng mà. Ừ. Bên này cái hôm hôm nào mà mình mà thọ bát quan trai giới thì phải xác định cái hôm đấy mình không có lao động nặng nhọc. Vâng. Còn nếu hôm nào mà lao động nặng nhọc mình không giữ được, không giữ giới, Dạ không giữ vâng. bát giới được thì giữ năm giới, giữ năm giới thì cứ ăn 3 bữa. Dạ vâng ạ, vâng. Con tạ ơn sư ạ. Dạ, con thưa sư ạ. À, có thêm một câu hỏi từ hành giả Vũ Văn Thái ạ. Con xin phép đọc lên ạ. Dạ, con bạch sư ạ. Khi con chú tâm vào điểm xúc chạm trước cửa mũi được một lúc ạ, có xuất hiện một khoảng trắng ngay trước mặt ạ. À, lúc đó con vẫn để tâm vào hơi thở nhưng bị mất điểm xúc chạm. Khi khoảng trắng đó mất đi thì lại cảm nhận được điểm xúc chạm. Con muốn hỏi khi đó mình vẫn nên tiếp tục đặt tâm quan sát hơi thở có phải không ạ? À, dù có thấy liệt cái lì hay mất điểm xúc chạm mình vẫn quan sát đúng không ạ? Đúng rồi, sẽ để tâm điểm xúc chạm để mình quan sát hơi thở. Thì khi mà cái tâm nó thấy hơi thở rồi thì cái điểm xúc chạm không còn quan trọng nữa. Lúc đấy nó thấy điểm xúc chạm được, mà nó không thấy điểm xúc chạm được, biết là nó còn thấy cái hơi thở nó đi vào đi ra ở trước cửa mũi này hoặc là trước mặt này là được rồi. Và lúc có những lúc nó có thể xuất hiện ánh sáng nó mờ mờ, nó trắng trắng, hoặc là nó sáng rực lên cũng có, nhưng mà đừng có nhìn chằm chằm vào nó. Lúc đấy vẫn cứ để tâm thản nhiên. Nó vẫn rất là thoải mái, chứ đừng có chăm chú quá. Thì cứ cảm nhận được hơi thở như vậy thì cái ánh sáng đấy nó sẽ càng lúc nó sẽ càng sáng đi. Còn nếu như là mình cứ chăm chú quá, nhưng là mình lại suy xét quá, nhưng mà mình thận trọng quá mức ấy, thì nó lại định nó lại kém, mà cái ánh sáng nó lại không duy trì được lâu. Nên là đừng có đi theo ánh sáng đấy, cũng đừng quan trọng đến điểm xúc chạm quá. Chỉ cần biết hơi thở cũng ở cái mức vừa vừa, cái thực hành ở cái mức trung bình vừa vừa sẽ mang lại cái chất lượng tốt nhất. Dạ, con thưa sư ạ. Hiện nay đã hết các câu hỏi qua kênh YouTube ạ. Trên Zoom còn ai không? Còn ai về tình pháp không? Có à? Dạ, bạch sư ạ. Còn hành giả Jeff Mi Note 10 ạ. Mời. Dạ, vâng ạ. Vậy con xin mời hành giả. Dạ, vâng ạ. Xin mời hành giả Jeff Mi Note 10S ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Không trình phát thì thôi. Dạ. Để em với nhau. Dạ vâng ạ. Xin mời hành giả có nickname là Đeo ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Mà nói tiếng Pháp thì thôi nhé. Dạ vâng ạ. Kết thúc em nói tiếng Pháp rồi. Người hồi hướng nha. Idam me punyam Idam asavakajam vaham Asa hodu Vaham hutu idam me punyam Idam ipanasa Ibanasa acajo Acajo Hotu Hotu Amapunya Tama Pavam Tava Sabasatanam Pachemi 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 Esabe Pelamang Esamam Pelamang Punya Pavam Pavandu Hành này của con Phước lành này của con Nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn Nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân Phước lành tu tập của con Phước lành tu tập của con Nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn Nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn Phước lành này của con Phước lành này của con Xin chia đều đến tất cả chúng sinh Xin chia đều đến tất cả chúng sinh Mong cho tất cả hãy thọ nhận Mong cho tất cả hãy thọ nhận Phần phước ấy được đều nhau
Thần phước ấy được đều nhau. Ta thu thành thần. Dạ con kính bạch sư ạ, con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân ân đức của ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Con xin tri ân sư vì đã từ bi chỉ dẫn cho chúng con về việc tu tập trong ngày hôm nay ạ. Chúng con sẽ cố gắng chuyên cần duy trì công phu hành thiền đều đặn và miên mật theo lời chỉ dạy của sư trong tuần tiếp theo ạ. Mọi người dạ con hành lễ sư.